cửa cái trận chẳng là có ai ném lên tốt, ném counter đồ ra thả bot ra thì mình bắt được người trong sai. Thì tầm này là chiến thắng xong tầm tay mình rồi, muốn chết xong. Hiện tại bây giờ thì vẫn đang tốt. À, Pau vấn đề ở đây là tại sao di chuyển như này là không tốt, khi ví dụ lúc đầu em ném một nết này, em chúng nó trả đồ ra em trả đồ này, là đẹp này đấy, chúng nó đẩy thằng Ray vào thì mình bú bót ra này, mình ép chúng nó ra ngoài này, thế là đẹp rồi. Nhưng mà tự dưng em lại chọn một pha di chuyển đi ra mid không đẹp gì cả, bởi vì đi ra mid mình không có thông tin, mình không kiểm soát được thông tin gì cả. Thế cái pha đi ra mid này nó bị thừa. À. Đó, tôi ra em ra em ra em check cái, em nhìn cái hành động của em nhá, em đi ra này em phải check phải đúng không, xem check trái mid đúng chưa, đúng không, check xong rồi em sẽ check gì, em check elbow đúng không. Ờ nó có rất nhiều góc để em check. Thế thì mục đích của việc em đi ra mid điểm gì? Thường nếu mà ví dụ trong trường hợp này, nếu mà người ta đi ra mid thì người ta sẽ cố gắng người ta kiểm soát được khu vực này, người ta kiểm soát thông tin đúng không, đấy là nhiệm vụ, đấy là nhiệm vụ nếu mà mình chơi. Nhưng mà em nhìn thấy em đi ra mid em có kiểm soát gì không, hay là em chỉ check lại thôi? Em Đây chỉ là check. em không hề kiểm soát mà em chỉ ra em check lại thôi. Yeah. Ví dụ nhá, trong ví dụ bây giờ nếu mà nhá, mình ném nết xong mình giết người này, ví dụ bây giờ nó còn hai bên cuối đúng không? Đúng chưa? Thế bây giờ nếu mà khi mà anh cứ mở cái cửa gara này ra ấy, anh sẽ là người nắm quyền kiểm soát. Tại vì sao? Tại vì trong trường hợp là khi người ta đã ở khu vực B này rồi mà mình đẩy mid như này thì chắc chắn là mình chặn cái đường về đúng không? Đúng chưa? Thì mình kiểm soát hoàn toàn khu vực này là mình biết chắc chắn là nó sẽ không đi A rồi, bởi nếu nó đi A nó phải đi qua mình đấy, còn nếu nó không đi A thế nào mình có thể con kêu dồn về B đấy, thì đấy trong trường hợp đấy mình là người kiểm soát nhá. Còn trong trường hợp này em phải là người kiểm soát, em nhìn này đấy, em ra em check, em không biết địch ở đâu đúng không, do em không biết địch ở đâu thì em không, thứ nhất là em không kiểm soát được là cái nhất, và cái thứ hai là em đang đặt team mình vào một thế khó. Tại sao một thế khó? Tại vì nếu em đi ra em không biết đâu thì em chết, là em chết mình bị mất người đúng không. Nếu bây giờ em kiểm soát được mid đồng đội này đi về B bắn dễ hơn, nhưng mà đây em tự em chết cái bây giờ nó không biết là đường đi kiểu đi A hay đi B, cái tương đương bây giờ thằng KO nó lại bị dính ở A. Kiểm soát mid là một ý tưởng, nhưng mà khi thằng ISO chết đáng lẽ em phải chọn biện pháp an toàn hơn. Đã lần lại anh. Đấy, bây giờ đây, thằng này đấy, nó bò vào đây. Nó bò đây xong nó bắn cái đồng đội đi luôn. Thế là round này thua. Đấy, rõ ràng round này là round em hoàn toàn có khả năng kiểm soát cái round này. Nhưng em throw mất đi. Đấy, và đến cái round này nếu mà để thua lỗi do ai, thì round này thua lỗi do em. Trong một cái trường hợp mà ví dụ em mục tiêu em nhắm tới là để bắn để lên danh đúng không? Đúng chưa? Nếu mà em đã lên danh, em muốn lên danh, có nghĩa là sau thời gian em chơi dần lên, em phải là người có sự kiểm soát về bàn đấu, em phải là người có tư duy vượt trội hơn. Không hẳn gọi là quá là vượt trội, nhưng mà chắc chắn là danh cao với danh thấp cách nhau một bậc thôi, là cách tư duy nó khác nhau một tí rồi. Em phải nắm kiểm soát trong việc tư duy của mình. Hay trả đồ ra buồn cười á, đấy à. Em thấy nó flat em trả đồ ra nó hợp lý đúng không? Một đồ trả một đồ, nó là điều cơ bản nhất rồi. Nhưng mà khi em trả đồ xong, em lại không hiểu bản chất của việc là mình sử dụng đồ như nào. Tại vì khi mà cái bình thường em dùng đồ ấy là có thể em học theo người khác. Đấy, thì em vẫn chưa hiểu bản chất của việc là em trả đồ ra để làm gì. Ví dụ bây giờ một đồ trả một đồ để làm gì? Khi mà chúng nó trả một đồ ra thì có nghĩa là thằng Dolit nó sẽ vào. Đúng chưa? Thì khi mà thằng Dolit vào thì mình ném nết thì mình chặn những người còn lại đi vào trong sai, tức là nếu mà vào trong sai thì chỉ có mỗi Dolit nó vào thôi đúng không? Yeah. Thế khi mà em ném nết xong, ví dụ có smoke về tầm gần mình bắn gì? Mình bắn classic đúng không? Thế thì nếu mà để classic có khả năng có lợi ích hơn, có tác dụng hơn thì khi mà người ta ném nết xong ngăn cho địch không vào và Dolit vào hoặc là có người đẩy qua thì mình có thể đứng sau smoke mình đẩy ra với khẩu classic, mình bắn tầm gần này dễ hơn. Đấy, nó vào này, nghe không? Ném nết xong nó vào đúng chưa? Đấy, thầy sát thủ ra bên này.
Đấy, sắp rồi bây này để làm gì? Em định bắt đô Đấy, đúng không? Mục đích nếu mà bắt lít lít. đầu mình có thể ném nết, mình chạy qua sớm để mình ra mình bắn classic gần hơn. Thế em bắn góc này nó khó. Tại sao góc này là khó? Tại vì nếu mà trong trường hợp thằng này nó không pick, mà ví dụ bây giờ nó mở cả góc trái này nữa, mình không thể nào mà mình bắn được cả hai góc cả. Rõ ràng là lúc em đi sớm mốc, đi qua sớm mốc lựa chọn ra tối ưu hơn rất là nhiều. Đi đi đi. À, hai vài ném nết. Bây giờ Em định hâu mấy sau. em nói đi, em nói đi. Em định hâu lại mấy thằng địch ở sau. Bây giờ tất nhiên là ném nết là để hâu lại địch ở sau đúng không? Nhưng nếu mà để đi kèm với việc là hâu địch ở phía sau thì mình làm gì? Mình phải giết Em được định người trong đợi. sai, hoặc mình phải ép được người trong sai đúng không? Thế xem sẽ làm gì nhá? Em ném nết, tầm sát rồi về đây. Đó. Đúng không? Em về Em thấy bắn ra cover cách đúng cái không? thao tác của em nó không liên quan gì nhau không? Được chưa? Đáng lẽ khi mà mình ném nết thì cho địch nó không vào, mình bắt buộc mình phải ép thằng trong sai không cho đặt bom hay như nào đấy. Ví dụ mình còn boom bot đúng không? Ném nết nó không vào. Ok, không có vào, có thể boom bot back góc đi đường thẳng này đây, đi vào đây nảy vào tường này để tránh cho chúng nó đặt bom. Đấy, ép cho chúng nó chưa đặt bom vội để đồng đội để thời gian truy tách về nhiều hơn, lâu hơn. Đấy. Đây là cái sai đầu tiên nhờ. Nếu ví dụ trong trường hợp round đấy mà chơi chơi chuẩn hơn thì nhờ. Rõ ràng lúc đầu em đã không định ném nết rồi đúng không? Nhờ. Em thấy khi mà thằng Omen nó flash mà em không ném nết ấy, có nghĩa là tham em nó muộn rồi. Tức là chúng nó bắt đầu đi qua hết rồi. Đó, team mình có xây chắc chắn chúng nó sẽ rush thôi. Thế trong cái trường hợp đấy thì quả nết đấy phải để làm gì? Quả nết đấy phải để counter đặt bom. Bởi vì nếu mà bay vào trong side này, nếu mà đặt bom ở trước mặt phẳng này thì sẽ bị spam đúng không? Đúng chưa? Thế thì cái góc duy nhất để đặt bom mà không bị spam chết là góc nào? Là cái bên thùng này đúng không? Đúng chưa? Tường này đúng không? Thế là phải làm gì? Ném nếp vào đấy nhé. Nét rồi đấy. Em ném quả nếp để em chặn cho mọi người không đẩy vào đúng không? Nghe nó có vẻ hay nhưng mà nó phải có một mục đích gì sau cái quả nếp đấy. Đấy, giống như round 1 mình ném nếp để chặn địch nó không vào để người ta làm gì? Để người ta cô lập thằng Ray đúng không? Còn nếu mà trong round lúc nãy mình ném nết đúng không? Chúng nó không đẩy đúng không? Chúng nó không đẩy. Thế ném nết xong đúng không? Chúng nó đợi nổ hết nết chúng lại đi vào như bình thường đúng không? Thế quả nết chả tác dụng gì cả. Đúng chưa? Phải đáng lẽ không phải ném nết sang cypher, phải không ném nết à? Đứng kê. Đấy, em sợ thăng minh nó ra. Khi mà có thằng cypher ở đấy, nếu mà tiếng bom táp ấy thì thằng cypher sẽ nó sẽ tập trung vào ai? Nó sẽ tập trung vào đặt bom. Chỉ cần đứng lệch ra khỏi chỗ đặt bom mà được, ném nết là xong. Mà kể cả khi mà mình ném nết rồi mình chết nhá. Cái này em phải hiểu là đầu tiên là ném nết là auto có lợi, lợi hơn so với việc là em đẩy em bắn, đúng không? Em bắn một phát cùng lắm là trừ 40, trừ 80 đi được chưa? Nhưng ném mà nết mà nổ chỗ đấy là bắt thằng đấy phải đẩy ra khỏi góc đấy, là nó không có chỗ nào nấp, đúng chưa? Và nết nổ có thể tầm khoảng 100 đam gì đấy. Thế trong trường hợp đấy nếu mà để gọi là đổi mạng em lấy cái việc là thằng Cypher nó phải ra khỏi vị trí đấy, đổi mạng em chắc chắn luôn luôn lời. Thế trong trường hợp đấy kể cả sợ nó sẽ pick ra đúng không? Vừa rút nết vừa nhảy lên ấy để nó không bắn trúng mình, cho mình ném vào đấy. Kể cả mình chết cũng không sao nhưng mà mục đích là mình thắng. Hoặc quả kỹ hơn sợ nó bắn bom thì mình có thể ném đập vào cái tường thôi, nảy vào xong ấy là xong. Đấy, phải ném bị thừa cái không phải quan sát đồng đội. Em trả đồ gọi là cơ bản thì được nhưng mà để cho nó sâu hơn về việc cơ bản thì em không hiểu. Vì nếu mà em thấy em tưởng đầu tiên là em nghĩ là nó sẽ đi A xem ném nết đúng không? Đúng chưa? Đấy là cơ bản đúng không? Nhưng cái em không hiểu sâu xa hơn là ném nết là phải có thông tin, phải có mục đích thì ném nết mới chặn cho địch đẩy được. Bây giờ mình phải có thông tin địch đẩy thì mình mới ném nết đúng không? Nhưng thằng xây làm gì? Thấy thằng xây làm gì không? Nó đứng trên tường, nó kê thẳng đúng không? Nó vừa giết một người xong. Chảo ai đi cả đúng không? Thế giờ ném nết làm gì? Với cả ví dụ thằng kêu nhìn thẳng đúng chưa? Đúng không? Thế mình có làm gì? Mình có thể đợi thằng KO nếu bắn có người mình ném nếp vào đấy. Nó cũng cùng là một concept là mình ném nếp để mình chặn đẩy đúng không? Nhưng phải có người đã rồi hãng chặn đẩy. Đây, đang xây nó đứng trên tường lại bắn chết người nữa này. Đấy, thế trước mặt đâu có người đâu. Tùa.
Round này cũng thế á nhỉ. Đầu tiên em thấy thằng thằng Cypher nó nhà ulti xác đúng không? Đúng chưa? Xem ném nết Vâng. ở đây. Em ném nết đây làm gì? Em ném nết đây để chặn nó đẩy đúng không? Đúng nhá. Ném nết chặn nó đẩy nó chẳng tác dụng gì cả. Tại vì sao? Nết bay vào đấy, đúng không? Nó biết là có nết đấy thì nó phải đợi cho nết nổ xong đúng không? Xong nó lại đẩy thôi, nó lại đẩy như bình thường thôi. Thế cuối cùng là câu chuyện là ném nết nó có thay đổi gì không? Nó không thay đổi gì cả. Có đây không? Ví dụ bây giờ nhá, cứ cho chúng nó đẩy A đi. Chúng nó đẩy A vào trong này đúng không? Thì mình có thể đứng từ đây mình ném nết vào trong đấy được mà. Mình ném nết mình deny plan được mà. Mình đâu cần Vâng. thiết mình phải ra ném nết từ đầu rồi đâu. Khi bây giờ nó đặt bom đúng không? Nó đặt bom gần xong mà mình ném nết đúng không? Nó phải chọn việc là đặt bom xong hoặc là chịu đam. Nếu mà chịu đam thì thằng ấy sẽ chết. Còn nếu không thì nó sẽ delay cho đồng đội về lâu hơn. Bởi em deny một khoảng đặt bom rất là dài, đặt bom tầm khoảng 3 giây đúng không? Nó đặt bom phải mất một lúc rồi bom rơi xuống đất. Yeah. Thời gian đấy deny plan là đồng đội đủ thời gian back về rồi, chả phải ném nết đây. Thế bây giờ ném nết đây như nó không đi thì làm sao? Nếu mà địch nó vào trong sai mà mình ném nết để deny plan, mình còn đảm bảo là guarantee là mình sẽ được dam, guarantee là mình sẽ deny được nó và guarantee là đồng đội sẽ Đúng đi tách rồi. về. Spike planted. Đấy, bây giờ em ném nết à? Đấy em ném nết nó không đi đúng không? Đúng chưa? Bây giờ nhá, nhìn team mình nhá. Claw này, Sage này, Ray này. Đúng không? Thế bây giờ nếu mà để thằng nào mà có đồ, có thông tin nhiều nhất để clear nhất thì là ai? Chắc chắn là em rồi. Nếu mà ví dụ em đã còn nết, ví dụ em kê chỗ này, ví dụ không có đi, em thích em ném nết vào đây. Em ném nết vào chỗ này, đẩy lùi chúng nó ra, chúng nó không pick được góc này, nên là mình boom bot trái hoặc clear phải. À, có quá nhiều thứ rất là đẹp. Nhờ pha này có sát trổ không dùng là robot nó đi một đường thẳng như này, thế bên này không clear được đúng không? Đúng nhờ. Đi sát trổ rồi. Quái ra chả cần phải kiểu biết là địch nó ở đấy hay không, mà chỉ quái nó chỉ đơn giản là góc đấy là góc chưa clear, mình chỉ clear nốt thôi. À, em lại ném nét vào đấy rồi đấy. Vâng. À, team mình chả một lò đồ à, nó cũng có đẩy đâu. Pha này nhá, pha này, smoke đây, mình vừa ném đồ, mình vừa ném nết xong, tức là mình sẽ ngăn nó đẩy đúng không? Thằng bắn chết thằng entry rồi đúng không? Vâng. Từ pha này, em đi ra bắn ulti bay vào đây để làm gì? Thấy không? Cái em đang hiểu là chúng nó đang đông mà mình sẽ bắn ulti lên mình đẩy đúng không? Nhưng mà cái em không hiểu là thông tin ở đâu để mình biết là chúng nó vào đông hay không. Mình chỉ biết Vâng. là đông người nhưng mà mình không biết là thông tin có vào hay không thôi. Đấy. Từ em luôn em toàn lựa chọn Oh, sorry, xử sorry, lý, sorry. em luôn lựa chọn xử lý mấy cái pha mà kiểu em không biết thông tin này có hay không, hoặc là em không nắm chắc cái phần hiểu biết của mình trong đấy. Phải rõ ràng mình không biết là nó có vào hay không, nhưng quả đi ulti làm gì, ulti phí. Như mình biết là chắc chắn nó táp bom nhá, nếu mà có thằng táp bom đây thì phải có thằng nó đẩy vào trong đoạn back này rồi, trong sai này thì nó kê rồi, thì chắc chắn là mình ulti chắc chắn mình sẽ đổi mạng và mình phải ép nó ra.
One tiles. À thế một lùi là hợp lý à. Đấy. Đồ em lại tốn, chả làm gì. Những pha này cũng bị thừa, không có một cái lý do gì, tức là chính xác là không có một cái lý do gì để swing ra bắn thằng Jet như này, trong khi đó team mình còn sống ba thằng. Bây giờ nếu mà bắn với đồng đội để bắn được mạng, đầy cách để bắn được mạng, đồng đội nó kê bên này thẳng này rồi thì mình có thể đứng ở sau cái tường này, sau khi mà thằng xây bắn trượt thì mình ra mình bắn xoay với nó, hoặc ví dụ bắn với thằng KO như ở thằng ISO đứng này bắn chéo nhau là xong. Sorry sorry. I know exactly. Đấy, cái vai em chết tự em đặt đồng đội vào thì khó, khai phơ nó ulti thông tin cái kiểu. Rồi như vẫn thắng rồi. Mên mên. That was one. One more time. So far half. I can run. Exactly. À, vai lại ném nết à? Ném nết chả làm gì. Phải bạc giết được 3 mạng không nói, nhưng mà đây là trong trường hợp mà gọi là em bắn trúng. Chứ đây không phải. Em không hiểu cái trường hợp nó như nào, ví dụ với em góc nhìn của em thì em sẽ thấy là ok, pha này pha chơi tốt, nó chả có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà người ta chơi ở tầm khoảng ví dụ rất cao một tí, người ta thấy là đứng ở đây là một góc tệ, một lựa chọn tệ. Tại vì sao? Đứng đây từ đầu nó đã biết là nổ đúng không? Nó biết là thằng Ray ở đây một mình rồi. Thế khi nó biết ở đây là Ray một mình làm sao? Chắc chắn chúng sẽ đẩy. Yeah. Chắc chắn chúng sẽ đẩy. Và nếu mà trong trường hợp thằng Ray đẩy trước đúng không, đây là mình đang nói theo kiểu tư duy một cách rất là hợp lý nhá, thằng Ray nó sẽ là thằng đẩy trước, nó sẽ là thằng ulti thay vì là thằng Cypher pick ở đây. Đáng lẽ tham này thằng Ray không được quắc rồi, thằng Ray kia nếu mà lộ thông tin đây biết mỗi Ray đây thôi, thằng này ở đây không bao giờ có chuyện thằng Claw ở đây sẽ kịp ngăn thằng Ray vào đây giết thằng Ray thì mình cả, nó sẽ bay từ đây vào, nó sẽ ulti à là chết đấy. Đó là khi mà em bị lộ thông tin ấy, em nhìn là em biết là chỉ một mình ở A, em đáng lẽ em phải bỏ sai đi. Đây không có một lý do gì để em đứng ở đây để em cương cả. Tương thằng Cypher ra nó cương. Nó chết. Đấy, thằng Cypher này nó phải đợi cho thằng Ray vào, xong rồi thằng Cypher mới vào. Nếu em chơi với những người rank cao và cẩn thận hơn thì để thắng được cái round này trông nó không dễ tí nào cả. Khi mà ví dụ thằng thằng Ray nếu mà đi đường này đi, nếu mà theo một phân tích cần tầm khoảng đánh cao tầm khoảng hợp lý một tí đi, thằng Ray vào trước mà đi elbow chắc là sẽ không đi một thằng, đi elbow sẽ đi đi hai thằng, bởi vì thằng Ray nó cũng đi đi một mình rồi, thế là chúng nó sẽ đi hai elbow, cả em bắn được một mạng đi, coi như là kia đổi một mạng em chết. Em chết thì làm sao, khi mà em chết thằng Ray nó vào ở trong side, nó cũng đi, nó cũng đi, nó có thể đẩy về đâu, nó có thể đẩy về backside hoặc có thể về main kiểm soát đặt bom. Thế là coi như là em giết được một mạng, ok.
đúng không? Không phải là em không giết được mạng, em giết được Cypher rồi. Sau rồi nó giết Vâng. lại em, sau nó kiểm soát được cái bom sai này, đặt được bom, nó đặt Vâng. nó chiếm được vị trí đẹp hơn. Team em chẳng có đồ gì luôn. Nào, xây Claw KO, team em chả có đồ gì để em retake luôn. Thế à, team em có hơn một người thì nó vẫn đang lợi. Ê, lát. Ê thì. Phải kê thì không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà để bổ sung pha này, nếu mà để chơi nhào cho tốt hơn, ví dụ pha này đầu tiên là mình nghe tiếng nó đặt spy thì mình có thể nhảy check để xem là nó có thực sự đặt bom không, hay là nó chỉ kê mình thôi để nó fake. Nếu mà nhảy check mà không có thì lúc đấy mình có thể ra ra mình ném nết, bởi vì trong thời gian đặt bom rất là lâu đúng không, nó phải đặt phát xong luôn được. Thì khi nhảy check không có thì mình có thể ra ra lần nữa mình rút nết mình ném vào đấy. Còn có thể trong một biến thể khác ném nết trượt đi, ném nết trượt bởi vì ví dụ mình yếu máu đi mình ném nết trượt, thế bây giờ lúc đang đặt bom thì có thể làm gì, lúc đang đặt bom thì mình có thể sát trồ ra rơi vào chỗ đấy, và nếu mà khi mà rơi chỗ đấy thì mình có thể đẩy thẳng lên, bởi vì nếu mà nó pick thì mình kích hoạt sát trồ, còn nếu nó phá sát trồ thì mình làm gì mình cũng đẩy. Mít mít sao lót tóm tắt cái game ấy là như thế. Nói chung là em vận dụng cơ bản thì nó vẫn chưa hoàn toàn, và bây giờ để em vận dụng cơ bản tốt thì đầu tiên em phải hiểu là ném hay là làm bất kỳ một cái gì ấy, nó mục đích của nó là cái gì đã. Vâng. Còn đây là em mới chỉ đang gọi là copy cái phong cách chơi của người ta thôi, bởi vì cái việc mà khi mà người ta trả một đồ ra mình trả một đồ ra ấy, nó là hoàn toàn hợp lý và điều bình thường. Tại vì em quan sát qua tất cả, phân tích qua các em chơi đúng không? Tất cả các cái hành động em làm ra nó đều đều là bắt chước, bởi vì các hành động đấy thì trong trong game thì có những lúc người ta sẽ làm thế thật, nhưng nó phải vào một cái tình huống rất là cụ thể. Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại ném nết như thế? Như kiểu trong cái trường hợp mà ví dụ thằng Cypher nó bốc bốc cái xác lên ấy mà người ta ném nết sớm như thế thì nó chỉ xảy ra trong trường hợp duy nhất là thằng thằng Ray phải thủ sai, hoặc là lúc đấy hết tham rồi, hết tham thì nó sẽ ném nết đấy, bọn nó không đẩy được. Thì khi mà nết nổ xong thì chúng nó phải clear lại sai, thằng Ray sẽ harass, thì trong trường hợp đấy vì ném nết sớm. Và cũng tương tự như tất cả trường hợp khác nữa,